Cứ 10 tấn rau củ được cung ứng ra thị trường thì có chưa đến 2 tấn là được chế biến để có giá trị gia tăng. Con số từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy vẫn tồn tại một khoảng trống thị trường rất lớn. Nhìn thấy cơ hội, hợp tác xã của một phụ nữ dân tộc Tày ở Lạng Sơn đã có những cách tiếp cận mới trong chế biến và tiêu thụ nông sản đặc trưng của miền núi quê mình. Diếp cá là loại cây mọc tự nhiên, sẵn có ở nhiều địa phương với đặc tính thanh nhiệt, được người dân ưa dùng trong cuộc sống hàng ngày. Nhận thấy tiềm năng của sản phẩm này, nữ giám đốc trẻ hợp tác xã chế biến nông sản Lộ Phi đã biến loại rau bình thường trở thành loại trà diếp cá tốt cho sức khỏe, tăng giá trị sản phẩm lên đến 10 lần. Sản phẩm này của hợp tác xã cũng đã đạt giải nhất cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đạt OCOP 3 sao của tỉnh Lạng Sơn. Thực ra thì đến thời điểm hiện tại thì sản phẩm trà diếp cá của hợp tác xã chúng tôi cũng đang là sản phẩm chủ đạo, và hiện nay thì chúng tôi đang không có đủ nguyên liệu. Và chúng tôi cũng đang kết hợp với các hợp tác xã khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cũng như các cái hộ chuyên trồng, chuyên canh rau sống như thành phố, thì chúng tôi kết hợp để chúng tôi có thể bao tiêu cho họ. Thành công từ cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp đã giúp cho chị có thêm động lực mở rộng kinh doanh. Không dừng ở những kênh phân phối truyền thống, hợp tác xã còn thành công trong việc bán hàng trên các trang thương mại điện tử, tạo công ăn việc làm và truyền cảm hứng cho nhiều chị em dân tộc khác. Mình là vận hành cái Shopee 2-3 năm rồi. Thì đến hiện tại doanh thu của mình từ 25 đến 35 triệu một tháng. Chị Lụa chị đã biến những cái sản phẩm bình thường của địa phương thành những cái sản phẩm có cái giá trị kinh tế rất là cao. Bằng các cái kênh bán hàng hiện đại như ngày nay là thông qua các cái sàn thương mại điện tử, rồi thì các cái kênh như là TikTok, rồi thì Zalo, Facebook, thì sản phẩm nông sản của Lộ Phi đã được nhiều người trong cả nước biết đến. Hiện tại, trà diếp cá Lộ Phi là sản phẩm trà túi lọc đầu tiên tại Việt Nam có mặt trên mọi miền Tổ quốc, và người phụ nữ trẻ này đang muốn mở rộng thị trường tiêu thụ xuất khẩu sang các nước khác với sản phẩm made in Việt Nam.